Nhằm hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã tích cực tham gia làm tốt công tác bảo vệ môi trường biển trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự huyện, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn còn chủ động phối hợp với Vườn Quốc gia Côn Đảo tham gia thu gom rác đại dương trôi dạt vào các đảo trên địa bàn huyện. Được biết, thời gian qua, đoàn cơ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện đã triển khai thực hiện chương trình Vì một Việt Nam xanh đến 100% cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang huyện. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường Côn Đảo được nâng cao, tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, trước tình hình các đảo của huyện bị tấn công bởi rác thải đại dương trôi dạt vào, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Vườn Quốc gia Côn Đảo đưa cán bộ chiến sĩ tham gia thu gom rác thải ở các đảo nhỏ. Việc làm này được tổ chức 3 đợt mỗi năm với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện đóng vai trò nòng cốt. Mỗi đợt ra quân, các lực lượng đã thu gom và xử lý gần 500 mét khối rác, trả lại sự thông thoáng và trong lành cho bãi biển tại các đảo. Trong những năm gần đây thì cũng đã phát triển du lịch rất là nhiều, lượng khách du lịch ra Côn Đảo ngày càng tăng. Thì vì thế mà tôi cảm nhận được là cái lượng rác thải nó cũng tăng theo rất là nhiều, thì nó làm ảnh hưởng môi trường Côn Đảo. Ban chấp hành đoàn cơ sở chúng tôi có những cái kế hoạch, có những cái mô hình cụ thể thiết thực tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là khi mà cái chiến sĩ ra ngoài doanh trại ngày thứ bảy chủ nhật các ngày nghỉ, thì khi mà đi ra các quán xá hay là đi ra chợ hay là đi ở trên đường Côn Đảo là luôn luôn là bản thân luôn giữ gìn cái môi trường Côn Đảo. Song song với việc thu gom rác thải, các lực lượng còn tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân, du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, chất thải bừa bãi khi hoạt động, sinh hoạt ở bãi biển cũng như trên biển.